diễn viên Tạ Lâm, diễn viên Gen Z của Lật Mặt 6 quay trở lại với Một Điều Ước, Lật Mặt 7. Diễn viên Tạ Lâm sinh năm 2000. Gia đình Tạ Lâm không có ai theo nghệ thuật, nhưng vẫn luôn ủng hộ và hỗ trợ Tạ Lâm theo đuổi con đường này. Diễn viên Gen Z này đến từ Đà Lạt. Nữ diễn viên đã từng tham gia các dự án phim Lật Mặt 6, Thanh Xuân Không Dễ Dàng, Khi Lớn Lên. Tạ Lâm để lại ấn tượng với khán giả khi lọt vào top 6 gương mặt điện ảnh 2022. Tạ Lâm mong muốn xây dựng hình tượng một tắc kè hoa trong diễn xuất với nhiều thể loại vai khác nhau. Tạ Lâm vẫn đang trong quá trình cố gắng trau dồi và phấn đấu để có hình ảnh đa màu sắc và được khán giả đón yêu quý. Tạ Lâm đã từng rất tự ti với vẻ ngoài của mình khi đến với con đường làm một diễn viên. Bản thân đã từng nặng tới 70kg và nhận nhiều nhận xét không hay khi mình lựa chọn con đường này. Nhưng khi tiếp xúc với nghề, Tạ Lâm nhận ra mình phải cố gắng nhiều gấp 100 lần để thay đổi bản thân mình tốt hơn và tìm kiếm những cơ hội. Tạ Lâm nhận ra, trong diễn xuất, ngoại hình không phải là tất cả, chăm chỉ trau dồi bản thân và kỹ năng diễn xuất mới là chìa khóa đưa Tạ Lâm đến với khán giả. Chia sẻ về việc trở thành diễn viên Lật Mặt 7 Một Điều Ước lần này, Tạ Lâm hạnh phúc nói: "Sau khi may mắn có cơ hội tham gia Lật Mặt 6 và tiếp tục may mắn khi có cơ hội góp mặt trong Lật Mặt 7, Tạ Lâm vô cùng hạnh phúc. Song song với đó, bản thân áp lực hơn vì mong muốn vai diễn trong Lật Mặt 7 mình phải cố gắng làm tốt hơn Lật Mặt 6 và vẫn được quý vị khán giả yêu thương và ủng hộ." Đối với Tạ Lâm, mỗi vai diễn đều có một màu sắc và độ khó khác nhau. Tạ Lâm sẽ cố gắng thể hiện vai diễn tốt nhất có thể. Cùng hẹn gặp lại cô diễn viên cá tính này tại Lật Mặt 7 Một Điều Ước khởi chiếu dịp lễ ngày 30 tháng 4 năm 2024.